Tu pháp lục độ. Lục độ là sáu pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thuyền định, trí tuệ. Sáu pháp này tu được cứu kính gọi là lục ba la mật. Bồ Tát do thấy các pháp như nguyện nên tu bố thí được cứu kính. Bố thí có chia tài thí, bố thí, vô quý thí. Tài thí lại có ngoại tài, nội tài. Bồ Tát dùng của cải để cứu giúp người đối khổ và bố thí ngoại tài, có khi cần đến sự sức lực hoặc thân phận của mình để cứu giúp người. Bồ Tát sẵn sàng làm là Bồ Tát thí nội tài. Xong phần tài, tài thí chỉ là phương tiện đầu để thu nhiếp ảnh cảm tình của người rồi sang pháp thí. Pháp thí là đem chánh pháp chỉ dạy cho người được tỉnh giác, giáo pháp cho người được giác ngộ là phần giác tha của Bồ Tát. Vô quý thí là dùng phương tiện giúp cho người qua cơn kinh sợ hãi hùng trong mọi hoàn cảnh khủng khiếp của Bồ Tát, đều dùng mọi phương tiện để an ủi cho người khỏi sợ. Song cái sợ to lớn nhất là biển khổ sanh tử. Bồ Tát thường chèo thuyền Bát Nhã cứu người qua khỏi biển khổ là vô quý thí. Đã thấy các pháp như quyển nên Bồ Tát không khước từ những điều khó bố thí. Vì thế bố thí được ba la mật: trì giới là gìn giữ giới pháp của Phật gian cấm, trong giới Bồ Tát có 10 giới trọng và 48 giới kinh. Từ kinh Phạm Võng hoặc tam trụ tịnh giới của hàng Bồ Tát, đây là ba nhóm giới thanh tịnh Bồ Tát phải thực hành. Một là nhiếp luật ghi giới, những pháp nên lìa Bồ Tát hằng lìa. Hai là nhiếp thiện pháp giới, những pháp nên chứng Bồ Tát đều tu chứng. Ba là nhiêu ích hữu tình giới, Bồ Tát thường làm lợi ích chúng sanh. Những giới pháp này tu hành là đến cứu kính viên mãn gọi là giới ba la mật. Chính là vì thấy các pháp duyên khởi như nguyện nên Bồ Tát hay làm mọi việc khó làm. Nhẫn nhục là sức cam chịu mọi hoàn cảnh đau khổ, bức bách, tủi nhục đến với tự thân.
chúng ta chiến thắng mọi sự thúc dục bức bách của bản thân tạo ra và chiến thắng những gì khổ đau tủi nhục từ bên ngoài đưa đến. Cho đến những điều quan trái không đâu hoặc cực kỳ vô lý chúng ta cũng nhẫn chịu được. Có khi phải trả giá trước đất về danh dự, về thân thể mà vẫn cam chịu để tròn hạnh nhẫn nhục. Cho nên nhẫn nhục cho đến cứu kính là một sức hùng dũng phi thường, vì đã chiến thắng hoàn toàn bản tánh ái ngã và bảo vệ ngã. Được thế mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn là cố gắng nỗ lực, dốc hết khả năng để chiến thắng mình, để chống thành đạo quả là tinh tấn trong phần tự lợi. Dốc hết khả năng để cứu giúp người, để giáo hóa cho họ giác ngộ là phần lợi tha. Ở hai bình diện tự lợi lợi tha, Bồ Tát lúc nào cũng nỗ lực một cách tột cùng, gọi là tinh tấn ba la mật. Bồ Tát, bởi Bồ Tát thấy đem thân như huyễn độ, hữu tình như huyễn. Nên không bao giờ biết mỏi mệt và chán ngán. Thiền định, thiền, nguyên từ chữ Phạn là thiền na, Trung Hoa dịch là tĩnh lự, có nghĩa là do gá tâm một cảnh khiến những tâm lự lăng xăng được lặng yên. Song thiền định trong nhà Phật cũng có nhiều lối. Hoặc quán thân tâm này vô chủ để ngộ ngã không, hoặc quán năm uẩn tánh không để ngộ pháp không, hoặc tâm không chấp cảnh khiến tâm cảnh nhất, như bởi dừng được vọng tâm nên gọi là tĩnh lự. Thiền định đến tâm cảnh nhất như là thiền ba la mật. Trí tuệ là trí vô sư được hiển lộ viên mãn. Trí tuệ là trí vô sư được hiển lộ viên mãn. Bởi mây mờ vọng lự đứt sạch nên mặt trời trí tuệ vô sư chiếu sáng rực rỡ. Trí tuệ này là do công phu tu thiền định và phát xuất, chứ không phải do học tập mà được. Cho nên khi trí thể này hiện bài, thì vô minh phiền não hoàn toàn tiêu sạch.
Thế là đầy đủ trí vô lậu, thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là trí tuệ ba la mật. Lục độ có nghĩa là do tu sáu pháp này đưa qua biển khổ sanh tử. Lại có nghĩa là tu mỗi pháp qua mỗi cái dở, tu bố thí độ bọn sẻn, tu trì giới độ phá giới, tu nhẫn nhục độ nóng giận, tu tinh tấn độ lười biếng, tu thiền định độ tán loạn, tu trí tuệ độ ngu si. Tóm lại, ngũ thừa Phật giáo là phương tiện hưởng chúng sanh tiến lên. Tùy căn cơ và sở nguyện mà sự tiến lên ấy có cao có thấp khác nhau. Đã là phương tiện thì chưa phải mục đích chánh yếu của Đức Phật muốn dạy. Nếu nhằm chở mục đích chánh của Phật thì chỉ giáo hóa sanh. Điều thành Phật. Tuy nhiên, lòng từ bi của Đức Phật là như thế. Song trình độ căn cơ của chúng sanh thì chẳng đồng. Buộc lòng Đức Phật phải mở rộng ngũ thừa hoặc tam thừa mà giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta ứng dụng tu hành một thừa trong năm thừa mà tâm niệm vẫn biết rõ ràng đây là phương tiện để tiến lên, chứ không phải chỗ an trụ vĩnh viễn, là không có lỗi lầm. Ngược lại, chúng ta tu theo thừa nào chấp nhặt vào đó, không chịu phát tâm hướng thượng, ấy là dẫn kẻ rơi trong hóa thành. Chúng ta là người cầu đạo Phật phải tu đến bao giờ viên mãn Phật đạo mới được dừng nghỉ. Đây là mục đích đối tượng của người Phật tử chúng ta. Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu Lan. Hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi có một thời thuyết pháp với đề tài là tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Chúng tôi sẽ chỉ rõ tinh thần giác ngộ của lễ Vu Lan như thế nào cho tất cả quý vị thấy, vì chính đó là tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Tinh thần giác ngộ đó đã diễn tiến từ thấp lên cao. Đến chỗ tột đỉnh như thế nào, chúng tôi từng tự giải thích qua cho tất cả quý vị rõ. Trước tiên, tôi nói thẳng về ngày lễ Vu Lan. Theo thường ở chùa, ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ của chư tăng, cũng gọi là Phật Quan Hỷ Phật, cũng gọi là ngày Vu Lan Bồn. Dịch âm tiếng Phạn của Trung Hoa dịch nghĩa là giải đảo huyền.
tức là cứu hay cởi tội khổ bị treo ngược. Nói một cách khác là cứu độ khổ của những người đang đọa trong cảnh đau khổ địa ngục ngạ quỷ. Đó là tên gọi, nhưng sở dĩ đặt ngày lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7 là do ý nghĩa nào? Tiêu chuẩn nào Đức Phật nhắm như vậy? Chúng tôi lần lượt giải thích các tiêu chuẩn. Bởi ngày xưa, lúc Đức Phật tại thế, chư tăng đều phân tán đi nơi này nơi nọ, giáo hóa đến mùa hạ, ở Ấn Độ mưa nhiều, nước lũ, cho nên sự đi lại khó khăn, Đức Phật ra lệnh cho chư tăng đến mùa hạ phải quy tụ một nơi để thúc liễm tu hành và kiểm soát lẫn nhau. Để tu hành thế nào cho nghiêm chỉnh? Trong 3 tháng hạ, tức là đến ngày rằm tháng 7, chư tăng nhắc nhở lẫn nhau trong hành động. Ngôn ngữ, tư tưởng. Còn khuyết, còn sơ sót. Sau đó, mỗi nhóm tùy phương tiện mà đi giáo hóa khắp nơi. Như vậy, 3 tháng an cư tính là rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 gọi là lễ tự tứ, có nghĩa là tự mình tứ, mặc tình, tức là chính mình đi ra giữa đại chúng, giữa chư tăng, cầu thỉnh tất cả chư tăng xét thấy mình có những sơ sót nào. Những lỗi lầm nào thì yêu cầu Quan Hỷ chỉ dạy để cho mình nhận thấy lỗi lầm, ăn năn chừ cãi, đó là tự tứ. Trong bài văn tự tứ nói thế này: một vị tăng hay là một vị tỳ kheo đến trước vị tỳ kheo khác có đức hạnh hơn thua. Bạch đầy đức, một lòng thương xót, con là tỳ kheo A hay là B gì đó, trong 3 tháng an cư đại đức hoặc thấy hoặc nghe hoặc ghi con có lỗi làm gì, thì thương xót chỉ dạy cho con sẽ phát lộ sám hối đúng pháp. Như vậy, trong 3 tháng an cư hoặc đích thân họ thấy những cái sơ sót của mình, hoặc là họ nghe những người xung quanh nói lại những cái sơ sót của mình, hoặc là họ thấy những sơ sót mà không biết có đúng hay không, trong lòng còn nghi ngờ, trong 3 trường hợp đó mình đều ra cung thỉnh nói thẳng. Chỉ chẳng qua cho là biết dù cái đó chưa phải là tội, họ còn nghi ngờ mà nói ra, mình cũng sẵn sàng nghe.
Xét thấy đúng là lỗi và sám hối phát lộ, do đó tội lỗi sẽ giảm bớt. Như vậy mới là người làm lễ tự tứ đúng pháp. Quý vị thấy có gì đặc biệt cho lễ tự tứ này không? Trong tâm lý con người, như quý vị thấy, tất cả chúng ta ít có người muốn biết đến cái dở của mình hoặc che cái hay của mình. Có người nào muốn nghe người ta nói cái xấu của mình hay không? Đa số đều muốn khoe cái hay và sợ thấy cái dở của mình. Cho nên luôn luôn người ta khoe cái hay mà giấu cái dở. Đó là bệnh phổ biến và phổ thông của mọi người. Bệnh đó làm cho con người tiến hay lùi. Nếu cái hay một chút đem ra khoe khoang, còn xấu thì che giấu để cho người ta không thấy. Đó là tâm niệm hiếu danh. Nếu mình một lần làm xấu giấu được, không ai biết, không ai chỉ, không ai nhắc, thì lần xấu thứ hai, thứ ba sẽ theo đó và diễn tiến. Càng giấu tội lỗi thì tội lỗi càng nhiều. Cho nên, cái bệnh che giấu khiến cho con người thối bộ, làm cho con người hư hỏng và bệnh hay khoe khoang cái hay và che giấu cái dở của mình. Tinh thần, người Phật tử là tinh thần tự giác, cho nên chúng ta phải tự giác cái mà chúng ta xấu. Đó bởi ngày xưa, lúc Đức Phật tại thế, Chư Thăng hoặc là bốn vị hay nhiều hơn đều phân tán đi nơi này nơi nọ để giáo hóa. Đến mùa hạ, ở Ấn Độ mưa nhiều, nước lũ, cho nên sự đi lại khó khăn. Đức Phật ra lệnh cho Chư Tăng đến mùa hạ phải quy tụ một nơi để thúc liễm tu hành và kiểm soát lẫn nhau. Đến tu hành thế nào cho nghiêm chỉnh? Trong 3 tháng hạ, tức là đến ngày rằm tháng 7, Chư Tăng nhắc nhở lẫn nhau trong hành động. Sau đó, mọi nhóm tùy phương tiện mà đi giáo hóa khắp nơi. Như vậy, 3 tháng an cư tính từ ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 gọi là ngày lễ tự tứ. Có nghĩa là tự mình tứ, mặc tình tứ, là chính mình đi ra giữa đại chúng. Giữa Chư Tăng cầu thỉnh tất cả Chư Tăng xét thấy mình có những sơ sót nào, những lỗi lầm nào, thì yêu cầu hoan hỷ, chỉ dạy để cho mình nhận lấy, nhận thấy lỗi lầm, ăn năn chừa cải. Đó là tự tứ. Trong bài văn tự tứ nói thế này: một vị tăng hay là một vị tỳ kheo đến trước những ngày tỳ kheo khác có đức hạnh hơn thưa. Bạch đại đức, con một lòng thương xót, con là tỳ kheo A hay tỳ kheo B gì đó,
trong 3 tháng hạ an cư. Đại đức hoặc thấy hoặc nghe hoặc ghi con có lỗi lầm gì thì thương xót chỉ dạy cho con. Con sẽ phát lộ sám hối đúng pháp. Như vậy, trong 3 tháng an cư hoặc đích thân họ thấy những cái sơ sót của mình hoặc nghe những người xung quanh nói lại những cái sơ sót của mình, hoặc là họ thấy cái sơ sót mà không biết đó đúng hay không, trong lòng còn nghi ngờ, trong 3 trường hợp đó mình đều ra cung thỉnh, nói thẳng, chỉ thẳng ra cho mình biết dù cái đó chưa phải là tội. Họ còn nghi ngờ mà nói ra, mình cũng sẵn sàng nghe. Xét thấy đúng là lỗi thì sám hối, phát lộ, do đó tội lỗi sẽ giảm bớt. Như vậy nói là người làm lễ tự tứ đúng pháp. Quý vị thấy có gì đặc biệt trong ngày lễ tự tứ này không? Trong tâm lý con người, như quý vị thấy, tất cả chúng ta ít có người muốn nói cái dở của mình hoặc che cái hay của mình. Có người nào muốn nghe người ta nói cái xấu của mình hay không? Đa số đều muốn khoe cái hay mà sợ mất cái dở của mình, cho nên luôn luôn người ta phe cái hay mà giấu cái dở. Đó là bệnh phổ thông của mọi người. Cái bệnh đó là do con người tiến hay lùi. Nếu có hay một chút đem ra phe khoang, còn xấu thì che giấu để cho người ta không thấy. Đó là tâm niệm hiếu danh. Nếu mình một lần làm xấu giấu được, không ai biết, không ai chỉ, không ai nhắc, thì lần xấu thứ hai, thứ ba sẽ theo đó mà diễn tiến. Càng che giấu tội lỗi thì tội lỗi càng nhiều. Cho nên cái bệnh che giấu khiến cho con người ta thối bộ, làm cho con người hư hỏng, và bệnh hay khoe khoang cái hay và che giấu cái dở của mình. Tinh thần người Phật tử là tinh thần tự giác, cho nên chúng ta phải tự giác cái gì chúng ta xấu. Lỡ phạm tội lỗi, chúng ta phải nhìn thẳng, phải thấy rõ ràng, tự tính, tự giác. Thấy được tội lỗi của mình, tự mình hối cải. Đó là tinh thần phát lộ. Phát lộ là gì? Là vạch cái lỗi của mình trước mọi người, trước chư tăng, trước quần chúng, để cho người ta thấy rõ mình có cái dở đó, để mình hứa trước mọi người sẽ cải tiến, không còn dở nữa. Tháng này tôi có cái dở, cải tiến không còn dở nữa. Tháng này tôi có cái dở đó, tôi phát lộ với quý vị đã nhận được, đã chứng thật lời của tôi rồi. Hứa rằng tháng sau tôi sẽ tiến hơn, không còn dở như vậy nữa. Như thế, mỗi tháng mỗi năm tôi đều phát lộ. Trước tôi có dở 10, có yếu lắm đi nữa, lần lần tôi sẽ dở 9, dở 8,
rồi 7, chứ không đến nỗi nào là trước sau như vậy. Nếu trước phát lồ rồi sau cũng phát lồ y như thế rồi có hổ thẹn hay không? Tự nhiên mình hổ thẹn, không thể nào chịu nổi. Giả sử mình có yếu đuối một lần phát lồ, lần sau có phạm hay có lỗi, tội sẽ ráng nhẹ hơn một chút. Nếu nhiều lần như vậy, tự nhiên lỗi càng ngày càng giảm xuống, tinh thần phát lồ là tinh thần tự giác. Nếu mình không biết lỗi thì làm sao phát lồ? Biết mỗi lỗi là tỉnh hay mê? Nếu mê thì đâu biết lỗi. Người mê là người làm quấy, không biết là quấy. Làm sai không dám nhận mình là sai. Nếu mình quấy, tự biết mình đã quấy, đó thật là tỉnh. Tỉnh thức là giác. Nhưng có người có tỉnh, có giác mà không dám nói, không dám trình bày thì sao? Đó là yếu đuối, thiếu gan dạ. Cho nên đối với người tu phải có tinh thần tự giác, tức biết nhận sự sai lầm. Những lỗi lầm của mình phải can đảm trình bày cái quấy của mình trước quần chúng để người ta chứng nhận cho mình điều đó. Hứa trước quần chúng mình sẽ sửa đổi. Chứ không hứa suông, hứa như vậy chỉ mà tiến bộ. Do đó nên người tu theo đạo Phật là người biết tự giác. Đó là tự nhận lỗi để phát lồ. Nhưng tự nhận lỗi không chưa đủ. Như cái giác, mình còn yếu chưa đầy đủ. Cho nên có cái mình biết, có cái mình chưa biết. Mình dễ tha thứ cho mình lắm, mình dễ quên cái dở của mình lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải gan dạ hơn nữa, và phải can đảm nghe lời chỉ trích của bạn bè, của những người mình tự tri thức lớn hơn mình. Như vậy khả dĩ bao nhiêu lỗi lầm của mình mới tiêu tan được, mới có thể ra ngoài vòng lỗi lầm được. Nếu mình không gan dạ nghe, không nhận những lời chỉ trích thì mình khó mà tiến được. Cho nên tinh thần tự tứ là tinh thần cầu những người chung quanh mình lấy những điều sơ sót, những chỗ lỗi lầm của mình không thấy, không thấy được. Nhờ chỉ cho mình, nhắc cho mình để cải tiến. Như vậy, người học đạo, người tu hành, nhất là người sống trong hoàn thể, là biết tự giác, phát lồ. Những lỗi lầm của mình và can đảm nghe lời chỉ dạy những lỗi lầm, những sơ sót của mình thì mình có thể tiến bộ hay không? Đương nhiên chúng ta thấy tâm hồn của con người
đó là một tâm hồn tỉnh giác, sáng suốt, và họ là con người có ý chí, quả cảm để cầu tiến. Nếu không cầu tiến thì đâu chịu nghe lời phê bình của người, dám nghe lời phê bình để chấp nhận sửa đổi, đó là tinh thần cầu tiến mạnh mẽ vô cùng. Do đó, hai điểm quan trọng nhất của tinh thần tự tứ và biết tự giác để phát lồ sám hối giữa đại chúng và thành tâm cầu xin chư tăng vì mình chỉ lỗi cho. Sau khi được chỉ lỗi, vui mừng sám hối trước đại chúng. Như vậy tức là con người tự giác nhận lỗi để sửa đổi, họ chỉ từ từ vươn lên chứ không bao giờ đứng yên một chỗ. Cho nên người tu mà thiếu tinh thần phát lộ là thiếu tinh thần tự tứ. Người tu đó khó tiến được. Vì vậy, trong đoàn thể chư tăng, đến ngày rằm tháng 7 tức là ngày tự tứ, mà toàn thể điều ra giữa đại chúng phát lộ và cầu xin chư tăng thấy, nghe, nghi những lỗi gì của mình đem ra chỉ dạy cho, để nhìn hứa hẹn sửa đổi. Đó là ngày Đức Phật vui mừng nhất, bởi trông thấy đoàn thể tự tứ của mình biết tiến bộ và biết tỉnh giác nên Phật hoan hỷ. Nếu không làm đúng như vậy, Đức Phật không vui. Ngày đó là ngày được Đức Phật khuyến khích cúng dường. Vì sao? Vì là ngày chư tăng có tinh thần cao, cả gan dạ nhận lỗi của mình, và những lời phê bình chỉ trích của chung quanh hứa sửa đổi. Thực đó là một ngày quý giá đáng khen. Cho nên Phật nói chính ngày này mới là ngày đoàn thể Phật tử cúng dường cầu nguyện để được như ý. Nếu chư tăng không làm được như vậy thì cầu nguyện chưa chắc được như ý. Tại sao? Vì người biết tỉnh giác là người có ý chí cầu tiến. Thì đối với việc làm của họ, có thể việc gì cũng xong. Đối với sự giúp đỡ người thì việc giúp đỡ nào cũng thành tựu, bởi vì lúc nào họ cũng tỉnh giác và lúc nào cũng cầu tiến. Người như vậy mới đạt được là cái gì họ mong muốn. Và muốn lợi ích cho người mới thành tựu viên mãn. Cho nên Đức Phật nói, chỉ có ngày tự tứ cầu nguyện mới được như ý. Thành thử Đức Phật khuyến khích Phật tử thể theo tinh thần tự tứ mà thực hiện lễ cầu nguyện, nhưng thật ra nhằm khuyến khích chư tăng hầu nhiều hơn khuyến khích tinh thần phát lộ và tinh thần tự tứ. Gần như đây chúng ta đi ngược một chút với tinh thần tự tứ
của chư tăng. Tỷ dụ như một chùa có một hai cô ni, một hai ông thầy không ăn cư, không tự tứ mà cũng tổ chức lễ Vu Lan long trọng, nói rằng cúng dường ngày Vu Lan là ngày có phước. Nào là giải đảo quyền, nào là xá tội vô nhân, vân vân. Mà khi đó quý vị chưa áp dụng đúng tinh thần tự tứ, họ không sống với tính cách đoàn thể, không sống đúng với tinh thần Phật muốn dạy. Mà họ hô hào. Như vậy thì quý vị thấy có hợp lý hay không? Vì vậy, chúng ta phải thấy rõ người tu theo đạo thì đi trên con đường giác ngộ. Một việc nào cũng làm đúng theo tinh thần giác ngộ. Ngày tự tứ là ngày tự giác của mọi người. Sau khi xét lại cái sai lầm, cái sái quấy của mình trong 3 tháng để mình phát lồ sám hối. Và đồng thời nhờ chung quanh những người có tinh thần cương trực chỉ những lỗi lầm sai sót của mình, như vậy sự tiến bộ của mình càng ngày càng vươn lên. Tinh thần giác ngộ như vậy mới gọi là tinh thần giác ngộ mạnh mẽ sáng suốt. Đó là tôi nói thẳng cho quý vị thấy. Tinh thần tự tứ của ngày rằm tháng 7. Vì vậy, ngày rằm tháng 7 này mới nên làm lễ Vu Lan. Tức là Phật tử mới nên cúng dường để theo sở nguyện của mình. Cái sở nguyện được hay không được, đó là vấn đề khác, nhưng điều đáng chú ý hơn hết là Đức Phật đặt trọng vấn đề tự tứ của chư tăng mới là ngài quan trọng. Quý vị nhớ, trong Kinh Vu Lan, chuyện bà Thanh Đề nhờ ngài Mục Kiền Liên cúng dường chư tăng ngày rằm tháng 7 mới thoát được nghiệp ngã quỷ và sanh lên cõi trời Thiên Qua Hoa Quang. Như vậy, tinh thần cầu nguyện đó ảnh hưởng thế nào với người có tội lỗi? Chỗ này tôi nói thêm cho quý vị thấy, tinh thần đạo Phật chính những việc làm đó không nằm ở trong các mê tín mà nằm trong tự giác. Tại sao vậy? Trước tôi xin kể những chuyện khác. Dù chuyện này có tính cách ngụ ngôn, nhưng để quý vị thấy tinh thần của đạo Phật. Như Đức Phật kể lại tiền thân của ngài. Thở nọ, ngài là một đứa con bất hiếu. Khi ngài chết rồi vào địa ngục, ngay trong ngục tối, ngài thấy ở đằng xa một đốm lửa sáng rực đi đến dần dần tới ngài. Tới tới gần ngài, rồi rõ ra là người đang bị một vòng lửa cháy đỏ rực trên đầu.
người đó la rên. Thảm thiết. Khi tới gần, Ngài hỏi: Anh ơi, anh làm tội gì mà chịu khổ lắm vậy? Người đó nói: Không giấu gì ông, thở xưa tôi ở nhân gian vì bất hiếu với cha mẹ, nên giờ đây tôi mới khổ đến như vậy. Ngài hỏi: Tới bao giờ anh mới hết tội đó? Chàng kia đáp: Chừng nào ở nhân gian có người bất hiếu như tôi mới thế cho tôi thì tôi mới hết. Vừa nói thì vòng lửa trên đầu của anh kia chụp qua đầu của Ngài. Ngài bị đốt cháy đỏ rực, đau khổ quá, Ngài rên la thảm thiết. Khi tỉnh lại, Ngài hỏi: Đầu của tôi bị vòng lửa đốt cháy như thế này, thưa anh, chừng nào mới hết? Mới khỏi cái khổ này, anh kia nói: Chừng nào có người ở trên nhân gian bất hiếu như ông xuống thế cho ông thì ông mới hết. Khi đó Ngài liền nhớ cái khổ bị đốt như thế, thế này đau đớn vô ngần. Nếu có người chịu khổ như mình thì tội nghiệp họ quá, chi bằng để một mình chịu khổ thôi. Cho nên lúc đó Ngài liền phát nguyện: Nguyện tất cả trên thế gian từ đây về sau đừng có ai bất hiếu như tôi, để một mình tôi chịu cái khổ này suốt đời suốt kiếp. Ngài vừa nguyện xong, bất thần vòng lửa bay đâu mất. Ngài thấy Ngài sanh lại ở chỗ khác tốt đẹp hơn, không còn vòng lửa nữa. Qua câu chuyện đó, tuy có tính cách ngụ ngôn, nhưng cho chúng ta thấy rõ, một khi phát tâm từ bi rộng lớn, phát tâm đạo đức, thì bao nhiêu cái khổ, cái xấu tan đi. Ngài kể thêm một câu chuyện nữa. Một thợ nọ, Ngài cũng là một người đi săn bắn. Tàn bạo. Ngài chết và rơi vào địa ngục. Khi đó, quỷ sứ bắt Ngài kéo trên một chiếc xe cồng kềnh, phía sau có người cầm roi đánh. Ngài kéo nặng nề quá, kéo qua chỗ tra tấn người. Ngài thấy những người khác bị đánh đập, hành hạ đau khổ, rên xiết quá đỗi. Ngài động lòng thương, nguyện rằng: Tôi xin thế tất cả cái đau khổ của những người ở trong đây. Tất cả cái khổ của những người đang chịu. Ngài vừa phát nguyện,
như vậy thì tự thấy Ngài không còn ở địa ngục nữa. Qua hai câu chuyện trên đó, chúng ta thấy bà Thanh Đề sở dĩ ra khỏi vòng ngạ quỷ không phải chư tăng có tài xuống đó dẫn bà lên, không phải có một ông Diêm Vương hay là ông chúa ngục nào mở thả bà, ân xá cho bà. Cũng không phải ông Phật trên đài sen xuống cứu bà, mà chính vì tinh thần sáng suốt và ý chí mạnh mẽ cầu tiến của chư tăng đồng chung một tâm niệm hướng về bà, mong bà cải đổi tâm niệm xấu xa. Do sự giao cảm đó mà bà tỉnh giác. Chính bà đã tỉnh giác biết được tội lỗi của bà, nên bà hối hận chừa bỏ. Do đó bà thoát khỏi cái khổ ngã quỷ. Thoát khỏi là do tâm hối cải tỉnh giác, chứ không phải do sức ở bên ngoài bắt mình hay thả mình. Đó là sự thật do tinh thần tỉnh giác của con người mà ra. Chỗ đó đối với quý vị hơi lạ, nhưng sự thật là như thế. Chúng ta thấy rằng tất cả cái khổ và gốc ở mê lầm. Mê lầm nên mới có hiểu sai, quấy tự mình thấy mình khổ. Thí dụ, chúng ta gặp một người mà mình có là ác cảm, thấy mặt họ mình vui không buồn, mình vui hay buồn. Người mà mình có ác cảm thấy mặt họ là mặt đổi sắc ngay. Cảm thấy buồn, cảm thấy khổ khi phải đối đầu với họ. Nếu khi đó mình dẹp phiền não, có tâm niệm sáng suốt hơn, thì tự hỏi tại sao mình xấu như vậy? Tại sao mình có ác cảm với người ta? Người ta cũng tốt, tại sao mình có niệm xấu với họ? Tự hỏi như vậy là mình có thể vui cười cùng họ và không còn bực bội khó chịu nữa. Quan điểm bực bội, khó chịu đó là bởi mình cố chấp, mình ghen ghét, mình xấu xa đối với người ta. Gặp họ, gặp họ là mình cảm thấy có cái gì bực bội. Rồi tự mình chuốc khổ. Hết khổ không phải là Phật cứu mình, mà chính mình nhờ mình đổi được quan điểm của mình. Đến đây tôi kể một câu chuyện trong Thiền Tông. Vị tổ thứ tư Thiền Tông là tổ Đạo Tính. Lúc còn làm sa di, khi gặp tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba ở Trung Hoa ngày xưa, bạch hòa thượng dạy cho con phương pháp giải thoát. Tổ nhìn sững vào mặt hỏi: ai trói buộc chú?
Ngài quýnh lên không biết ai trói buộc mình. Ngài lại nhìn một hồi, Ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, không ai trói buộc con hết. Tổ bảo như vậy cầu giải thoát làm gì? Ngài liền tỉnh ngộ. Vì mình đeo một quan niệm đen tối nên cảm thấy mình xấu xa đau khổ. Giờ đây mình xem cái xấu xa đau khổ đó, nó có từ đâu? Khi tìm lại thì quan niệm xấu xa, đau khổ không còn nữa. Nhìn thẳng lúc đó liền hết khổ. Hết khổ ngay trong cái mình nhìn thẳng lại nó. Mình trông thấy nó như vậy để thấy rõ cái khổ hay không khổ, gốc mê lầm hay giác ngộ. Cho nên người giác ngộ là người giải thoát, người mê lầm là người đau khổ. Đó là then chốt của Đạo Phật. Đạo Phật cứu khổ không có nghĩa là cứu người này ở trong địa ngục đen đêm bỏ lên trời, hay là đem người này ở trong ngã quỷ đưa lên một cõi nào đó. Cứu khổ chính là chỉ dạy cho người ta giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì đó được giải thoát. Tôi thí dụ một cách cụ thể hơn. Thí dụ có người bị bệnh ghiền á phiện. Khi họ bị ghiền mà không có tiền để mua á phiện, họ phải ủa mửa đủ thứ hết. Hôm nào đây họ tỉnh giác, họ thấy cái á phiện này là tai họa lớn. Thấy mình bị hao mòn khí lực, tài sản tiêu hao, làm mọi người lo sợ vân vân. Bây giờ nhất định cương quyết bỏ, không ghiền nữa. Khi họ giác ngộ, biết được tai họa của nó, cương quyết bỏ, thì từ đó về sau họ đã thắng được bệnh ghiền. Thắng được bệnh ghiền là họ hết khổ. Mà hết khổ đó là do ai? Do họ tự giác, bởi vậy không? Họ biết được cái dở, cả quyết chừa, thì họ hết khổ. Nếu họ không biết cái đó dở, không biết cái đó là tai họa, thì họ cứ đi sâu, đi sâu. Đi sâu mãi, không bao giờ ra khỏi khổ. Cho nên cái giác ngộ mới gọi là giải thoát. Cái giác ngộ mới hết khổ. Đó là sự thật là mà lâu nay chúng ta ít có quan niệm rõ. Chúng ta cứ tưởng rằng đi đến chùa cầu cúng đòi Phật làm cho mình hết khổ. Đó là cái hiểu lệch lạc của chúng ta. Tinh thần Phật tử đi chùa phải là tinh thần cầu học đạo. Để thấy phương pháp tu hành, để mình được giác ngộ
mà giác ngộ chính là tự mình cứu khổ cho mình, chứ không phải ai cứu khổ cho mình được. Vì vậy, Đức Phật đã từng nói, ta không có quyền ban ơn hay giáng họa cho ai. Nếu Ngài có quyền ban ơn hay giáng họa cho người, thì Ngài thành thần, linh mất rồi, không phải là Phật nữa. Chính Ngài dạy phương pháp giác ngộ, tự chúng ta bỏ đi cái mê lầm, cái sái quấy của mình, đó là cứu khổ và điều căn bản của Đạo Phật. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, chúng ta phải biết rõ tinh thần Vu Lan, đó là tinh thần tự giác và cầu tiến. Tự giác bằng cách nhìn thẳng lại những cái quấy, những lỗi lầm của mình, can đảm ra trước quần chúng để xin phát lộ sám hối, cầu tiến bằng cách mong mọi người chung quanh nhìn thấy cái sơ sót, cái lỗi lầm của mình, chỉ bảo cho người chừa cãi. Đó mới chính là tinh thần Vu Lan. Đúng tinh thần đó thì mọi việc làm nào cũng thành tựu như ý. Do đó, trong Đạo Phật thường nói Ngài Tự Tứ là Ngài có công đức lớn. Lễ Vu Lan, tinh thần giác ngộ là thế đó, không phải ỷ vào sức cầu nguyện mà không tự giác. Đức Phật chọn Ngài Tự Tứ để phiên Phật tử làm lễ Vu Lan là do ý nghĩa này. Giờ đây chúng ta mới tới giác ngộ, chúng tôi sẽ lược điêu lên qua một ít điểm giác ngộ để quý vị thấy. Với tinh thần Vu Lan, giác ngộ của những người biết tự giác và biết cầu tiến, ở trong phạm vi phàm phu mà còn phàm tăng chúng, ta phải mong giác ngộ vào cầu tiến như thế. Tiến dần lên những bậc thánh tăng thì sự giác ngộ thế nào? Đây tôi kể trong Đạo Phật có những vị thánh tăng chứng quả Thanh Văn, Duyên Giác hay là Bích Chi Phật, đến Bồ Tát, vân vân. Những vị giác ngộ đó như thế nào? Những hành Thanh Văn sau khi nghe Phật nói pháp tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, các vị nhận đúng như thật, đúng tinh thần giác ngộ, nhận rõ ràng, không nghi ngờ, gọi là chứng đạo hay là thấy đạo. Khi thấy đạo, chứng đạo rồi, bước vào hàng Tu Đà Hoàng lần thứ đến A-La-Hán. Như vậy, chỗ giác ngộ đó như thế nào? Thí dụ như, nghe Đức Phật nói tất cả thế gian là khổ, chư tỳ kheo thấy như thế nào?
biết lời Phật đúng hay là không đúng. Phần nhiều vị nói thế gian là khổ. Cứ nghĩ khổ là đói khổ, là lạnh khổ, là đau ốm, vân vân. Cho những điều khổ, đó là cái khổ của Phật nói. Sự thật, Đức Phật nói thế gian khổ là vô thường. Tại sao vô thường là gốc của khổ? Vì thông thường kể nào tứ khổ, nào bát khổ, tứ khổ là sanh lão bệnh tử. Bát khổ là tứ khổ nên cầu bất đắc khổ. Ái khổ, ly khổ, quán tánh hội khổ. Và ngũ ấm xí thành khổ. Như vậy cái khổ đó ở trong quy luật vô thường. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình sinh ra lớn lên trong khi tuổi trẻ còn khỏe mạnh, sung túc. Ít năm thấy mình già, mặt nhăn, má cớp, lúc đó có buồn hay không? Răng lung lai, nhai không biết ngon, mắt mờ thấy không xa không rõ. Tất cả những hiện tượng đó đều là hiện tượng khiến cho mình không được vui. Khi không được vui tức là khổ. Là bất như ý. Thường thường cái khổ là cái bất như ý. Ý của mình không muốn bị mắt mờ tay điếc, răng rụng má cớp, mà tất cả cái đó nó tới mình có vui hay không? Đó là bất như ý. Mà bất như ý là khổ. Cái khổ đó là gì? Là vô thường. Mình đang mạnh khỏe, hoạt động tự do, tới lui tự tại, bỗng phát lên đau rên hì hì, đi không được, hoạt động không được, mình có khổ hay không? Đó là bất như ý. Đó là khổ. Như vậy, sanh già bệnh chết đều là tướng trạng vô thường. Đều là khổ. Cái khổ đó có người nào hiểu hay không? Nếu nói khổ do đối rách thì Đức Phật nói không phải chân lý, mà nói riêng cho một nhóm người nào thôi. Không rách thì họ không khổ. Khổ là nói chung. Cho toàn thể con người. Con người nào cũng nằm trong luật vô thường. Mà đã nằm trong vô thường thì bất như ý. Đã bất như ý thì phải khổ đau. Cái khổ đó nếu chúng ta thấy tường tận,
tức là nhận chân được khổ đế. Nhận chân được khổ đế rồi. Vậy khổ từ đâu mà có? Từ tập đế. Tập đế là gì? Đức Phật nói là tham sân si. Nói, nếu nói rộng ra thì mạng nghi ác kiến, tức là sáu thứ căn bản phiền não. Nói rộng nữa thì tới mấy chục thứ phiền não. Tóm lại, tất cả phiền não gốc từ tham sân si mà ra. Sở dĩ chúng ta thấy chúng ta già nên buồn, bất như ý là tại sao? Là tại chúng ta có lòng tham muốn mình được trẻ mãi. Nếu chúng ta không có lòng tham muốn trẻ hoài thì già đến có buồn không? Tóm lại, trong ba cái tham sân si là gốc. Tại sao mà mình không thấy được vô thường? Không nhận được lý vô thường nên mình mới tham hoài. Mới nghĩ tới sống mãi. Phải vậy không? Nghe đến cái chết là rung lên, nghe đến cái già thì buồn đi. Đó là tham. Nếu mình biết rõ sự lý vô thường là mình phá được cái si rồi. Trong cái vô thường mà nghĩ là thường là si mê. Biết rõ lý vô thường, mong cầu được trẻ mãi, tham được khỏi chết, vân vân. Không còn nữa, mà cái tham không còn thì cái già chết còn không? Như vậy, phá được cái si thì khổ theo đó mà hết. Cái sân cũng vậy, sở dĩ chúng ta thấy người khác mình ghét mà gặp mặt nhau thì bực bội, gọi là quán tắng hội khổ. Chúng ta nhận được lý vô thường. Nhận được lý vô thường rồi, phải biết rằng con người mình là vô thường. Mọi người cũng vô thường. Thì giận hờn nhau làm gì? Tha thứ cho rồi. Mình có sống đời đâu mà ôm ấp giận hờn. Hãy tha thứ cho nhau được thì tốt. Mình cũng hết khổ. Cho nên nhận chân được lý vô thường là tâm sân dịu xuống. Dịu xuống thì bớt khổ. Như vậy tham sân si là gốc vô thường, là gốc khổ, là tập đế. Khổ là quả. Tham sân si là nhân. Tham sân si giảm thì khổ quả theo đó mà cũng giảm bớt. Quý vị thấy chúng ta tỉnh giác hay là chúng ta đang giác ngộ? Được nhân khổ thì cái khổ theo đó mà hết.
Sở dĩ chúng ta khổ vì mình, vì chúng ta tham danh. Tham lợi, tham đủ thứ.